Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần, chúng ta sẽ gặp một nhân vật khách mời. Và dĩ nhiên rồi, chúng tôi cũng không tin rằng là một nhân vật khách mời là có một câu chuyện đâu. Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện mà mình đã từng trải nghiệm qua, mình cũng muốn được kể lại, mình cũng muốn được chia sẻ. Và tuần này thì thật sự cũng không biết là chúng ta sẽ được chia sẻ bao nhiêu câu chuyện từ một khách mời, hay chúng ta cũng chỉ được nghe một câu chuyện từ họ mà thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời để có thể giải mã được điều đó mọi người nhé. Chào em. Dạ, con chào cô. Con chào cô luôn hả? Mình sinh năm nhiêu nè? Dạ, sinh năm 97. Vậy thôi mình gọi chị đi được dạ, không? Dạ rồi, em chào chị ạ. Rồi, vậy đi. Em tên là Thông Lê, đến từ Hậu Giang. Wow, đến từ Hậu Giang. Dạ. Hiện giờ thì mình đang sinh sống ở đâu? Hiện tại em đang sinh sống ở Hậu Giang cùng với gia đình. Ở Hậu Giang luôn? Dạ. Có nghĩa là ngày hôm nay là em đi từ Hậu Giang lên đây, dạ. Em ghi hình. Em bắt xe từ Hậu Giang em lên tới đây và em gặp chị. Trời đất ơi, mọi người ơi, thông qua màn ảnh muốn ngồi vỗ tay ghi nhận ảnh giùm nha. Cái điều gì khiến em thôi thúc em để em chấp nhận tham gia chương trình ngày hôm nay, khi mà nghe cái quãng đường đi thôi là thấy kỳ công lắm rồi đó. Em nghĩ rằng là mỗi một nhân vật lên đây đều có những cái tiếng lòng của mình. Ê, chưa gì hết chuẩn bị khóc là sao vậy trời? Mỗi một người đều sẽ có những cái câu chuyện để mà nói lên. Thì mong rằng sau cái câu chuyện này thì mọi người sẽ đồng cảm và hiểu hơn về họ. Đó là cái lý do mà em lặn lội từ ở dưới Hậu Giang em lên tới đây để em ghi hình chương trình Chuyện Chưa Kể. Tự nhiên nghe cái thấy vài điệu bánh bông lan đâu đây. Từ dưới quê mẹ tôi lặn lội tới trên này rồi đó. Dạ, miền Tây chất phát thật thà. Thế thì điều gì khiến em không thể nói với một ai đó ở ngay bên cạnh đời mình? Không có ai để mình kể, hay mình kể rồi mà người ta không có hiểu? Dạ, những lúc buồn, những lúc tâm trạng thì em có nói, nhưng mà như chị Nha đã nói thì họ không nghe, không muốn nghe. Cho nên từ đó nó tạo ra cái khoảng cách giữa em với bố mẹ, giữa em với bạn bè, giữa em với những người xung quanh. Mọi thì, thứ gì luôn hả? Dạ, những lúc đó thì em chỉ bốn bức tường và em có ý định là em... Những lúc đó thì em phải sống. Mà em đã sống thì em phải sống một đời thật huy hoàng. Vậy thì bây giờ như vậy đi, không có chuyện gì mà tự dưng nó tới. Dạ. Và giống như là Thông vừa mới chia sẻ với mọi người đó, là trong mọi mối quan hệ thì em đều có những cái dính mắc. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu từ cái mối quan hệ nào đây, và từ cái giai đoạn độ tuổi nào để thấy rằng là mọi cái diễn biến của mình nó càng ngày càng trở nên tệ hơn, mình cô độc hơn? Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Thì em xin bắt đầu từ cái tuổi thơ của em. Ai cũng có một cái tuổi thơ đẹp, nhưng đối với em thì tuổi thơ của em là những ngày tăm tối. Gia đình em thì bên nhà nội không thương. Nhà mình có mấy người? Nhà của em thì ngày xưa thì có 4 người. Bố mẹ em và chị hai. Và sống chung với ông bà nội một thời gian thì đi ra riêng. Mà ở trong một cái nhà mà chị Nha biết là gió là sập ngay. Và nhà nội không thương, đơn giản một điều thôi, tại vì nghèo. Và bố mẹ em đã từng có ý định là sẽ bỏ đi. Em rất là nhớ cái khoảnh khắc mà trời mưa đó chị Nha. Cha mẹ của em mới đứng mà kiểu mà giữ cái tấm cao su của chị để cho em với chị hai ngủ. Em nhớ hoài những khoảnh khắc đó. Năm đó như em mới chừng em 3-4 tuổi. Thì khi mà mẹ em mang bầu em, mẹ đã phải vất vả. Lúc đó là gia đình em là sống trong cái cảnh là cùng cực đó chị. Chị có biết là ăn cơm là không có cái bàn để ngồi đâu đó chị. Đó là cái tuổi thơ mà em nhớ mãi đến ngày hôm nay, em không bao giờ quên được. Điều đó đồng nghĩa với việc là ba mẹ cũng sẽ phải rất là vất vả để có thể mưu sinh. Có thể là cha mẹ em không có được giàu có như mọi người, nhưng mà đã dành hết tất cả những gì cho hai chị em của em, mà đến ngày hôm nay vẫn như vậy, vẫn âm thầm, vẫn luôn yêu thương em. Mặc dù là không có nói ra, nhưng có những lúc hiểu lầm thì tạo nên khoảng cách. Và em mong rằng là chị Nha sẽ giúp cho em để mà chia sẻ với bố nhiều hơn, để mình có thể là hiểu nhau hơn. Ba mẹ hiện nay là ở Hậu Giang. Dạ. Công việc của ba mẹ là gì? Dạ, ba thì làm nông, còn mẹ thì nội trợ. Em có dễ dàng nói chuyện với ba mẹ em không? Không phải là tâm sự mà là nói chuyện bình thường thôi. Dạ, em thì từ lúc nhỏ đến lớn thì em chỉ nói chuyện với mẹ thôi. Em không có nói chuyện với ba, không phải vì ghét, mà là thường cái người đàn ông họ không nói, cả em và cả ba. Thì đó là cái lý do mà không thể nào nói ra được, mặc dù rất là thương em. Vậy thì trong cái sự trưởng thành của mình, cái ký ức tuổi thơ của mình, công việc của ba mẹ cũng như cái sinh hoạt của gia đình, ngoài cái sự cùng cực kham khổ mà mình đã từng lưu giữ lại trong ký ức,
thì nó có thêm những cái gì mà khi nhớ lại, bây giờ nhớ lại mình cảm thấy mình rất là không vui? Dạ có nhiều lắm chị. Em nhớ có cái lúc mà nhà nội cho thức ăn chị. Em con nít mà vui lắm, nói mẹ ơi hôm nay có đồ ăn ngon rồi. Nhưng mà khi mà mở ra là ôi thiêu, là phải đổ bỏ. Khi mà những cái người nào mà muốn vào nhà của em á, thì nhà nội em là kiên quyết không cho vào. Khi mà mua bánh kẹo hay mua cái gì đó tụi em đòi á, là chửi, là không cho. Nhưng mà việc mọi người tiếp xúc nhà em thì liên quan gì tới nhà nội em, dù nghèo hay giàu? Ngày xưa đó chị, cái định kiến giàu nghèo đó chị, nó rất là rõ ràng trong xã hội. Và đến ngày hôm nay nó vẫn còn. Nghèo là họ không quan tâm tới chị. Nhưng mà nhà nội em có quyền không quan tâm vì không thích nhà em nghèo. Nhưng mà những người khác người ta quan tâm thì ảnh hưởng gì tới nhà nội em? Những người khác đó là bao gồm những người trong nhà chị. Thế lúc mà gia đình của mình ra ở riêng là vẫn ở riêng trên phần đất? Dạ vẫn ở trên đất của nhà nội. Đến thời điểm nào thì nhà mình mới xây kiên cố lại được một chút? Đến thời điểm em với chị em bắt đầu đi học thì xây lại cũng tạm gọi là được thôi, chứ cũng chưa gọi là chắc chắn. Hiện tại đây thì nhà em đã khang trang rồi, nhưng mà những cái ký ức đó nó vẫn còn mãi trong em, còn mãi trong tâm trí em. Trong cái ký ức của em, có lần nào mình nhớ rằng là nhà mình với nhà nội có những cái cuộc đụng độ rất là khủng khiếp không? Dạ cũng có. Giống như em với lại mấy con của chú bác á, con nít lỡ mà đụng thôi thì mẹ em với lại cha em đánh tụi em rất là nhiều. Em không bao giờ quên được những ngày tháng đó. Và tưởng chừng như cái tuổi thơ cơ cực đó của em nó đã qua rồi. Khi em đi học thì sóng gió đánh về một lần nữa. Khi mà em đi học thì em bị bạo lực học đường. Mỗi ngày đến lớp của em là mỗi một ngày sống trong sợ hãi. Đó là năm mình học lớp 6. Dạ, năm học lớp 6. Bạn bè hội đồng tẩy chay em. Vì lý do gì? Vì lý do là em không được đẹp. Và em, các bạn không gần gũi em. Đừng vì luôn... đẹp của các bạn lúc đó là các bạn mong cầu cái điều gì thì mới được thừa các nhận? Các bạn nghĩ rằng là phải như các bạn. Còn bởi vì em xuất thân từ nông thôn cho nên em không có đầy đủ như các bạn. Em nhớ hoài khoảnh khắc mà khi đi học đó chị nha. Các bạn cứ dùng những lời lẽ cay độc để nói với em. Khi ngồi với một cái bàn á, thì các bạn mới là cách ly em ra, một mình em thôi. Có thời điểm đó có một cái bạn nữ trong lớp chửi em, và chửi luôn cả mẹ em nữa. Em không có nói tên được, nhưng mà em rất là nhớ cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà lúc đó em lại im lặng. Đó là cái thời điểm mà em bị bạo lực học đường. Những cái lời lẽ mà mình phải nghe cái sự kỳ thị từ các bạn, thì các bạn nói gì về mình không? Các bạn nói là thứ hổng ra gì, nhiều cái lắm chị. Họ không có đánh em bị bạo lực về tinh thần và ngôn từ. Họ luôn luôn dùng những từ cay độc để nói với em. Và có những lúc gia đình em cũng dùng những từ rất là cay độc để nói với em. Qua khỏi năm lớp 6 thì điều đó vẫn còn tiếp tục? Dạ, thì lên đến năm lớp 9 thì em đã không còn bị nữa. Có nghĩa là lớp 6, lớp 7, lớp 8 là những ngày kéo dài về sự cô lập. Dạ. Và bị dùng những cái bạo lực ngôn từ. Dạ, bạo lực ngôn từ. Thì trong lớp thì có những bạn rất là thương em. Chính vì thế mà em cũng không có bị buồn, em không có bị một mình. Cấp 3 thì em tìm lại được niềm vui của mình. Nhưng nhờ vào cái gì? Em gặp lại những người bạn cũ, em gặp được những người yêu quý em. Nhưng mà cuộc đời em thì nó cũng chưa dừng lại ở đó. Em lại phải đối mặt với những cái khổ đau một lần nữa. Đó chính là khi mà 2017 em bắt đầu đam mê với nghệ thuật. Thì bố mẹ em mới phản đối. Năm đó mình bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em nhớ em năm 17 tuổi. Em rất là đam mê. Em đi làm đủ công việc hết chị nha. Em đi làm phục vụ bàn, em đi làm bảo vệ, em đi làm tất cả công việc. Em không có quan trọng là công việc đó như thế nào. Ban ngày em làm thì tối em đi học thanh nhạc chị. Em lén gia đình em đi học. Giống như ngày hôm nay vậy. Em đi quay là em không có nói với mẹ. Nhưng mà em nghĩ là khi mẹ mà xem được con trên đây thì con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều. Bởi vì mẹ đã luôn luôn là yêu thương con. Cái việc học của mình nó có bị dừng lại giữa chừng không? Dạ không. Em thì em được chị của em á thì phải nghỉ học để cho em học hết lớp 12. Là em học hết lớp 12 thì vì hoàn cảnh nữa cho nên em không thể nào tiếp tục con đường đại học. Em cũng chạnh lòng lắm. Khi mà mọi người đều học đại học, mọi người đều có bằng, mọi người đều học trường này trường kia thì em lại tủi thân với một mình, với những cái chuyện đau buồn mà không thể nào nói ra được. Còn về cái việc mà bố mẹ không phải là ghét em bởi vì phản đối em về cái nghề nghiệp, bố mẹ sợ em bị cuốn vào những cái không đáng, bị ảnh hưởng bởi những cái không tốt, cho nên là bố mẹ mới không cho em làm.
Có khi nào em nghĩ rằng là ba mẹ cũng hoài nghi và lo lắng về khả năng thành công trên một cái con đường quá chông gai để cản em? Thôi thì hào quang thì không biết lúc nào nó trổ đâu, cho nên mình cứ làm những cái việc mà nó căn bản hơn, mình nhìn thấy cái thành quả nó chắc chắn hơn, nó cụ thể hơn. Cho nên ba mẹ ra sức cản em không? Dạ có. Ba mẹ nói những cái từ bình thường cũng có, thậm chí những từ khó nghe cũng có. Cái điều khó nghe nhất mà mình đã từng phải nghe từ gia đình của mình là gì thôi? Dạ cái điều khó nghe nhất đó, là em có nghe được là nghèo mà bà Đạt làm nghệ sĩ. Nghèo mà bà Đạt làm nghệ sĩ. Hồi lúc chị em với em xung đột, chị em có nói một câu như thế này. Em cũng không có ngần ngại bởi vì em là người thuộc cộng đồng LGBT. Thì chị em có nói một câu là: mày đi ra ngoài đó cho người ta làm mà như vậy đó. Em rất là đau chị. Nhưng mà em lại im lặng bởi vì em nghĩ rằng là em có nói lại thì cũng chẳng được gì. Em biết rằng chị mình thương mình thôi. Trong lúc nóng giận thì có những cái lời nói nó hơi nhiệt độ thôi. Tức là chị cho rằng là vấn đề giới tính của mình là tại vì mình theo đuổi cái nghề này mà. Dạ, cái vấn đề chính là em không được thấu hiểu. Em im lặng đến mức mà em không nói được một lời nào với gia đình. Nhưng... vì sao mọi người rất yêu thương em nè, em cũng rất yêu thương mọi người nè. Mọi người không cản trở cái con đường nghề nghiệp của em, chỉ là hoài nghi thôi nhưng mà vẫn âm thầm giúp đỡ. Mọi người cũng không có kỳ thị cũng như phủ nhận cái vấn đề giới tính của em. Vậy thì điều gì nó trở thành rào cản trong cái mối quan hệ giao tiếp ở gia đình của mình? Em vẫn nói nhưng mà gia đình em lại không lắng nghe. Lúc bác sĩ khám sức khỏe cho em có nói em phải ngồi lại để em nói chuyện với gia đình. Và em cũng có bày tỏ là em cũng có chia sẻ những cái nỗi niềm của em, nhưng mà đôi khi bố mẹ họ không thể nào ngồi lại nghe mình được. Thì em nghĩ rằng là sau chương trình này em sẽ cố gắng để mà em ngồi lại chia sẻ nhiều hơn. Em có nghĩ là thực ra họ biết hết á? Dạ họ biết. Thế thì khi mình biết điều đó thì mình kỳ vọng điều gì nữa về cái việc là người bố của mình, người ba của mình phải nói lại một câu cũng ngôn tình, cũng ôm ấp mình, cũng phải hồi đáp rằng ừ ba rất là thương con, hoặc là ừ vấn đề của con ba rất là hiểu. Ba mẹ cũng đã làm hết mức có thể trong năng lực của họ rồi. Đừng quên những tháng ngày ba mẹ phải vất vả để có được một cái điều kiện kinh tế tốt hơn. Điều này nó lấy hết thời gian của họ rồi. Trong cái khả năng của họ, họ cũng không thể giống một ông bố bà mẹ nào đó trên phim để ôm con mình một cái. Mẹ ở đây nè, ba ở đây nè, khó khăn gì về đây nói ba mẹ nghe. Nhưng mà họ có bao giờ biến mất khi em cần đâu. Thì đó là cách mà ba mẹ em hiểu em. Chúng ta nói nhiều về cái câu chuyện là phụ huynh phải hiểu cho các con. Nhưng ở một cái chiều kích ngược lại, các con đã đủ bao dung, thứ tha và đặc biệt là hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút để đón nhận cái tấm lòng của phụ huynh hay chưa thì cũng là một vấn đề đó. Dạ yeah. Vấn đề còn lại của mình đó là thôi đừng kỳ vọng vào những câu ngôn tình. Coi như nó không phải là cái kịch bản dành cho nhà mình. Nhà mình yêu thương nhau kiểu khác. Em đâu có phải đi so em với một ai đó nữa để thấy chỗ sao ba má nó làm được, ba má mình làm không được. Cái em bị buồn, à ba má mình sẽ làm theo kiểu khác. Mình làm được không? Dạ được. Điều gì làm cho em trả lời chị nhanh như vậy? Em nghĩ rằng là gia đình mình hạnh phúc theo kiểu của mình, không so sánh với bất kỳ một ai cả. Và mình nghĩ rằng là một ngày em phải ngồi lại em nói à, con rất là thương cha mẹ. Con rất là cảm ơn cha mẹ. Chỉ là con không có nói lời ngọt ngào. Và cha mẹ cũng vậy. Chúng ta là một gia đình mà. Nói không được thì nhắn tin. Nói gì thì nói, nhiều khi ông bố bà mẹ không có trả lời tin nhắn đâu. Dạ đó, vui đó. Cái người làm cha mẹ không có gì hấp dẫn họ bằng cái việc đó là họ được nghe những cái lời tâm tình từ con cái của mình được gửi theo nhiều cách đâu. Em ôm em nói trực tiếp được thì quá tốt. Mà em cảm thấy là không, em vẫn còn ngại. Em nhắn tin cho họ. Nếu như trường hợp ba mẹ không đọc được tin nhắn luôn, có những phụ huynh có thể họ cũng chưa tiếp cận được mặt chữ, gửi tin nhắn thoại. Có một cái điều này nè chị Nhi, mà em nghĩ rằng ai cũng sẽ nói như em thôi. Tại sao mà hồi ngày mình còn bé đó, mẹ mình ngồi ôm mình hàng giờ khi mình bệnh hay dạy mình nói. Nhưng mà bây giờ đây khi mẹ mình lớn tuổi hoặc mẹ mình già yếu đi thì mình lại không có bên cạnh. Vậy em định làm gì để thay đổi cái điều đó? Công việc thì ai cũng phải rời xa gia đình rồi. Thì mình cố gắng mình lâu lâu đó mình về mình thăm gia đình, để mình tạo cái sự ấm áp gia đình. Em rất là sợ cái cảm giác như thế này. Có một cái bài hát đó, có một cái câu là: má ơi con về mà má nơi đâu. Em rất là sợ khi mà không còn nghe tiếng mẹ mình nữa. Năm nay ba với mẹ bao nhiêu? Dạ, mẹ em thì sinh năm 1970, 52. Có tuổi rồi đó. Dạ. Yeah. Thực ra về bản chất là thời gian mà chúng ta gặp gỡ ba mẹ nó là đếm ngược,
chứ nó không có đếm thêm. Còn ăn được với nhau một bữa cơm là bớt một lần được ăn cơm, hiểu anh chị không? Dạ em hiểu. Cho nên là tận dụng được thì cứ tận dụng. Em vượt qua được bạo lực học đường là nhờ vào cái việc mình tin rằng mình vẫn có một nơi để an trú, đó là gia đình. Dạ đúng. Thông qua cái chương trình này con cũng muốn xin lỗi đến cha mẹ. Có những khi con nóng, con nói những cái lời không hay thì con cũng xin lỗi, và con cũng cảm ơn cha mẹ đã luôn yêu thương con từ lúc sinh con ra đến giờ. Mình xin lỗi mà sau này mình có sửa không? Dạ có. Cảm ơn chị Nhi A đã cho em những cái lời khuyên rất là chân tình, mà em nghĩ rằng là em phải ngồi lại để em chia sẻ nhiều hơn. Nói nhiều chưa được thì nói ít. Dạ. Chưa bao giờ nói thì ngày mai nói một câu thôi, rồi mai mốt nói lên hai câu, còn hơn là không bao giờ nói. Cái thứ hai đó là cái sự căng thẳng của em, cái sự hoài nghi của em. Khi mà em nhận được những cái phản ứng của mọi người về nghề nghiệp của mình, đó là vấn đề thứ hai chị muốn chia sẻ nè. Là thực ra chính em đã tự tin với cái lựa chọn nghề nghiệp của em chứ. Em có tin mình thành công không? Em có tin là mình đang chọn một con đường phù hợp không? Có. Em vẫn luôn luôn nói, và em cũng muốn chia sẻ với cha mẹ là khi mà con đam mê thì con vẫn phải kiếm tiền để mà con có cuộc sống, chăm lo trước hết là bản thân con, và sau đó là cho gia đình, cho cha mẹ. Hiện nay công việc của mình là gì? Công việc của em á, người mẫu tự do, em cũng đam mê ca hát. Nhưng mà em nghĩ rằng là em sẽ phải tạm gác lại nó để em tập trung vào một công việc. Em sẽ không bỏ. Nghĩa rằng là mình phải đi làm, mình có kinh tế. Thì em nghĩ đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời nếu như em làm được. Cứ đi làm một nghề nào đó để mình có kinh tế, mình lo lắng được cái cuộc sống vật chất cho mình, cho ba mẹ. Mà nó đang là câu chuyện mà em thấy là nó thật sự cần thiết thì em cứ làm đi. Cái việc mà theo đuổi đam mê để có được sự thỏa mãn và có được một cái cuộc sống hạnh phúc á, nó phải có một cái điều kiện rất là quan trọng là em phải không có băn khoăn về kinh tế. Hoặc là em có bị khó khăn về kinh tế nhưng nó không là vấn đề làm cho em cảm thấy em lo. Có nghĩa là tôi nghèo mà tôi vẫn vui á. Có nghĩa là ở đây là gì? Chúng ta có những nghệ sĩ không có giàu, nhưng phải là cái câu chuyện giàu nghèo đối với họ không quan trọng. Thì cái niềm vui đó nó mới thực sự là một cái niềm vui, và họ theo đuổi nghề nghiệp là chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi được sống với nghề, nhưng với điều kiện là tôi không được buồn khi chiều nay tôi ăn gì ta, tiền đâu tôi mua đồ ăn, ngày mai ủa giờ tiền đâu gửi cho cha mẹ ta. Có nghĩa là cái điều đó nó không phải là sự trăn trở của họ. Nhưng em ở đây là em vẫn cảm thấy là không, mình kinh tế mình phải ổn một chút. Nhưng mà có dự định sẽ quay lại nó trong tương lai? Dạ sẽ có. Khi mà em nói em thích hoạt động nghệ thuật thì cụ thể là em muốn trở thành gì? Em muốn trở thành ca sĩ. Mới thành ca sĩ, em theo đuổi dòng nhạc nào? Em hát dòng trữ tình và bolero. Sau này thì em hát nhạc trẻ. Mình đã từng đi hát ở đâu rồi? Dạ em có tham gia những cái hoạt động nhỏ thôi. Em rất là mong muốn một ngày là em được hát trên sân khấu. Và em cũng có mong muốn là em trở thành một MC. Đã bao giờ mình hát tặng ba mẹ chưa? Dạ chưa. Em có sẵn sàng làm điều đó ở đây không? Có. Em dự định mình sẽ hát bài gì để tặng cho ba mẹ trong cái hoàn cảnh này? Như vậy thì em sẽ hát hai bài. Bài Tình Cha của Ngọc Sơn và bài Lòng Mẹ của Y Vân. Vậy thì em sẽ hát. Mẹ đang theo dõi mình. Dạ, con xin gửi đến cha mẹ hai bài hát. Tình cha ấm áp như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi qua thềm. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Bài thứ hai là bài Lòng Mẹ, con muốn gửi tới mẹ bằng một cách chân thành nhất. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru mang mát như dòng suối nhiều rì rào. Nắng mưa êm đêm vui cùng cậu hát trẻ thơ. Có thể là con hát chưa có được hay, hoặc là con bị quên lời, nhưng mà con nghĩ rằng đây là những cái mà con dành cho cha mẹ. Có thể là quý vị khán giả sẽ thấy em hát không được hay. Không, chị nghĩ là giọng của em nếu như mà mình rèn luyện, mình được hướng dẫn, yeah, nó hoàn toàn có thể được gọt giũa lại và nó có những cái bước tiến chứ không phải là không. Nhưng chắc chắn nó phải là một cái hành trình rất là gian nan. Nên chị mới hỏi là em có thật sự tự tin với cái điều mà mình chọn hay không là như vậy. Bởi vì nó không vậy nè. Khi em tin vào cái điều em chọn thì em không có bị lung lay bởi cái phản ứng của người bên ngoài. Hy vọng là em tự tin, em sẽ có những cái thành tựu nhất định. Dạ, em cảm ơn chị.
chị cũng hy vọng rằng là mình hãy bình thường hóa mong cầu của mình một chút để mình thấy được rằng là ba mẹ cũng đang rất là nỗ lực yêu thương mình. Cảm ơn em đã đến đây ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình rất là thật lòng. Dạ. Ừ. Hy vọng là em đủ vững tin, bởi vì ở phía trước còn nhiều chuyện đợi em làm lắm. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa mới lắng nghe câu chuyện của một bạn trẻ vẫn còn đang rất là lay hoay, vẫn còn đang rất là hỗn độn trong suy nghĩ của mình, cần những cái sự an ủi và động viên từ rất là nhiều người thì mới có thể mạnh dạn bước tới. Âu cũng là một cái câu chuyện không có mang tính cá biệt, bởi vì chúng tôi tin rằng ngoài kia cũng rất nhiều các bạn trẻ vẫn đang hoang mang như vậy, bấp bênh như vậy trên cái hành trình mà mình đang đi. Đã chọn cái gì thì hãy tin vào cái điều mình chọn và sẵn sàng đón nhận những cái khó khăn, bởi vì chắc chắn nha các bạn, không có hành trình nào trên đời này nó dễ dàng hết trơn á. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và Ai Cũng Có Chuyện tuần này đến đây xin phép được tạm dừng. Rất là cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị khán giả vào mỗi tuần. Chúng ta hẹn gặp nhau thêm một tuần nữa mọi người nhé. Tạm biệt. Về những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc của mình hết nhé. Dạ em tên Danh Quốc Cần thôi. Em làm ở công ty bao bì Trung Đông, quê em thì ở Gò Quao, Kiên Giang. Danh Quốc Cần. Dạ dạ, bên kia có nghe rõ tín hiệu không anh? Dạ vâng, nghe rõ. Anh sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 1984. 1984. Anh là một công ty, công nhân của công ty hả? Dạ dạ đúng ạ. Công ty bao bì hả? Dạ công ty bao bì Trung Đông ở Long Thành, Đồng Nai. À hiện tại Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Ừ, rồi. À, trước giờ anh từng kết hôn chưa? Dạ em có kết hôn lần là mà em đã ly hôn năm 2014 nữa. Kết hôn một lần, ly hôn dạ. 2014. Hai anh chị là ở với nhau bao nhiêu lâu? Dạ khoảng 7 tháng anh này. 7 tháng hả? Dạ, cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt á, nói chung em cũng không có tìm hiểu kỹ, em cũng không đắn đo kỹ lúc đó. Ừ. Thế vậy cũng chưa con cái gì? Dạ em chưa có con anh này. Thế là đấy, gia đình sắp đặt là như thế nào ạ? Anh không nói lên tiếng nói mình luôn hả? À, nói chung mà hai người sống chung với nhau ở hợp, rồi với một thằng bên kia thì con gái Úc nữa, em ở để anh thì cũng áp lực nhiều quá. Dạ vâng. Hiện tại là anh làm công nhân như này thu nhập trung bình một tháng là bao nhiêu? Dạ, khoảng 15 triệu anh này. Rồi, anh ở trọ hả? Dạ ở trọ có một mình. Chứ bố mẹ thì ở đâu? Dạ bố mẹ em thì ở quê anh, em đi làm có một mình thôi. À bố mẹ à, quê là Kiên Giang. À, bố quê mẹ là quê Kiên Giang. Là miền Nam, làm ruộng, làm nương. Rồi bây giờ nếu mà lấy vợ vào rồi thì anh nghĩ là anh có sự chuẩn bị gì để cho cuộc hôn nhân sắp tới mà nó ok hơn theo đúng cái ý của anh? Thì em đã chuẩn bị đầy đủ rồi anh ạ. À. Chuẩn bị những gì mà đầy đủ? Chuẩn bị thì nói chung là đúng. Chuẩn bị đầy đủ về kinh tế. Kinh tế anh góp là bao nhiêu rồi? Dạ cũng khoảng 70-80 triệu rồi đây. Ừ. Đó. Thì nếu mà lấy vợ thì rồi bây giờ anh nói về cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn đi ha. À, nói chung là hiểu nhau là được anh, nữ biết chung thủy là được, em chẳng cần gì. Về ngoại hình thì sao? Cao khoảng 1m60 trở lại được. Thế anh đi làm như này mà anh không tìm được những cái mối mà cùng chung công việc của mình hay là như nào hả? Dạ, chỗ em là toàn là nam không à, đây không có nữ đâu, công việc nó nặng nhọc á, nữ vô làm không nổi lên thì. Là toàn nam không? Môi trường toàn nam không? Dạ môi trường làm Việt Nam không à, chứ một thằng nữ thì người ta đã có gia đình hết rồi, mình đâu có dám hướng tới được. Ồ. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh ấy thì cũng nói là trải qua hôn nhân, nhưng mà đã gọi là đã trải qua cái gì đâu.
Thì khác gì thế nên anh cũng không có việc gì anh phải tự ti nha, anh cũng không phải là một đời vợ hay như nào đâu nhá, nói chung mình vẫn là trai tân. Không, nhưng Rồi mà chương trình cũng nghiêm túc, em cũng phải nói cho chuyện em nghiêm túc để lừa dối nhau rồi khó anh. dạ vâng, thì vẫn phải chắc chắn là phải như thế rồi, nên em nói để cho anh bớt tự ti á, thì vẫn sẽ những có những cái cô gái mà có nhiều cái hoàn cảnh như mình. Rồi ví dụ bây giờ bạn gái mà bạn ấy một lần đò mà bạn ấy có một đứa con, một hai đứa con thì nói gì anh, ok không? Cái này để em tìm hiểu lại rồi em suy nghĩ lại rồi em trả lời được mới được anh à. Giờ vội quá em chưa trả lời được. Thế ý bây giờ em hỏi về cái mong muốn của anh thôi, chứ bây giờ anh tìm hiểu thì anh tìm hiểu đâu, tìm hiểu sao được. Dạ Ý là cái như mong muốn của anh muốn bạn gái độc thân hay là bạn gái đổ vỡ rồi anh cũng ok, trong em khi có muốn hoàn bạn cảnh mình cũng đổ vỡ. dạ muốn bạn gái mà đổ vỡ cũng được, nhưng mà đừng có con là được anh ơi. Tại vì có con vướng bận nhiều thứ mà em sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc thì sao. Rồi ok. Anh còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Anh không thích bạn gái như nào? Dạ nói chung là em thích người bạn gái biết chung thủy với sạch sẽ là được rồi. Chịu khó Sạch sẽ chịu khó. sạch sẽ với chung thủy với chịu khó là được. Ok anh, em cảm ơn anh nhé. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho anh ha. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ. Dạ vâng. Rồi, mình bắt đầu luôn đi ạ. Em nói trước hay anh nói trước? Mời anh giới thiệu về bản thân mình nha. Anh thì năm nay là sinh năm 1991 ở ở Bình Dương em ơi. Họ tên của mình là gì? À, Bùi Quốc Thắng. Bùi Quốc Thắng ở Bình Dương. Mà công việc cụ thể của Thắng là gì? Là chạy xe dịch vụ. Là xe của mình hay là sao? Xe của mình luôn á. Chạy xe dịch vụ của mình luôn. Rồi là xe làm mình quê ở Bình Dương luôn, Quê Bình Dương. chạy xe của mình. Rồi ok, thường mình chạy như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình tháng thì như thế nào? Khoảng từ 20 cho tới 30. Hay mình chạy xe 4 chỗ hả? 4 chỗ. Rồi ok, bây giờ Thắng chia sẻ một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh điểm yếu hả? Điểm mạnh thì nói chung điểm mạnh điểm yếu không không có cái nào mà mạnh yếu hết, cái nào vừa vừa ha. Ví dụ cái tính cách như thế nào có Tính cách mình hướng hướng ngoại, mình sống dễ chịu lắm. Ai ai đúng thì mình mới mới chơi, còn không đúng thì không chơi vậy đó. Rồi có tật xấu gì không? Nhậu nhẹt, hút thuốc rồi này kia có Không, cái mấy cái đó không có. không? Trước giờ mình đã từng lập gia đình hay trải qua mấy mối tình rồi? Xưa giờ mình chưa có lập gia đình mà mình trải qua có một hai mối tình thôi. Rồi chia sẻ về những mối tình đó đi. Mối tình thì nó giờ hồi hồi đó còn nhỏ xíu một xíu rồi mình quen rồi, giống như chưa có xác định là đi tới tới hôn nhân á, quen một thời gian vài tháng là bỏ thôi. Đi đến Rồi hôn xong nhân rồi hả, sao chứ? rồi coi như là quen 1-2 tháng hả? Là mình chia tay là Không, do mình hay do bạn gái? không phải 1 2 tháng mà mấy tháng á. Rồi là do mình chia tay bạn gái hay là làm sao? Hai bên cảm thấy không hợp nhau nữa thì tự rút lui thôi. Hai bên không hợp nên tự rút lui. Rồi bây giờ là mình sẽ mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Còn bạn gái hồi nãy mà mình có thấy nhóm có add 4 5 bạn nữ gì mới vô đó. Mimi Nguyễn với lại Hana Nguyễn á, đó, cái mẫu mẫu mình vậy ok Trời ơi, á. cái đó là biên tập của chương Có biên tập hả? trình. Chứ sao mà trong đây mà có bạn gái gì trong đây? Ai Bạn biết thì gái ý bạn lấy trai tình đâu có nè. biết thông tin. À là thích kiểu như hai biên tập đó phải không? Đúng rồi, gu á. À thích mẫu như là Hana với Mimi. Đúng rồi. Trời ơi, Hana Mimi là biên tập nha.
với lại phó nhóm cũng ok, Chu Chu Nguyễn hay gì đó. À, phó nhóm là Chu Nguyễn Ừ. hả? Rồi cái này là ekip của chương trình thôi. Nói chung là thích những hình mẫu như vậy hả? Còn tuổi tác Đúng rồi. vùng miền này kia thì sao? Tuổi tác thì từ 25 tới 30, vùng miền thì mình ở Bình Dương á, mình lựa mấy người ở Sài Gòn hay là gần gần cận cận á, cho nó dễ qua lại. Rồi. Đừng đừng cho mấy người Cà Mau hay gì Tiền Giang Long An xa lắm nha. Ừ. Rồi nhưng mà Nhưng mà rồi nếu nếu mà mấy người mà đem mấy người đó mà đẹp quá thì cũng được luôn nha. à là thích gái đẹp đó phải không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà mình có tự tin mình lên đó mình chinh phục bạn gái không? À, hơi hơi thôi. Ừ. Nhưng mà mình là cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký á? 1m69 nặng 85 kg. Ừ, 85 kg. Rồi, ok. Mời, mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở mẫu bạn gái này nữa không? À, bạn gái hả? Bạn gái đàng hoàng xíu, có học vấn. Ừ. Nhưng mà trước khi mình làm công việc chạy xe dịch vụ này là mình làm công việc Cũng là lái xe luôn, mà lái xe tải cho công ty á. À, rồi sau đó là tự làm. Đúng rồi, sau đó Rồi. là mình ra mình tự làm chứ mình không có chạy công ty nữa. Ừ, rồi, ok. Nói chung là hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn thì sẽ có một biên tập trao đổi thêm với mình ha, cũng như là tìm cái mẫu bạn gái phù hợp nhất cho mình. Rồi. Rồi, ok. Cảm ơn Thắng nha. Đây, ở ngoài Phú Yên đi vào Vũng Tàu á, Bà Rịa. À, là mình đi làm việc hay như thế nào? Dạ, tại vì 2 ngày nay đi về nhà. À, rồi chuẩn bị đi vô Bà Rịa để làm. Dạ. Ừ, rồi bây giờ mình chắc tranh thủ mình giới thiệu nhanh về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình đi. Mình tên Bùi Trọng Quynh, sinh Ừ. năm 1986, Rồi. người ở thôn Đồng Lãnh, ở Phú Yên ạ. Ừ. Rồi Làm mình nghề thì làm nghề làm tài công việc xế, gì? À. nghề tài xế. Tài xế là mình chạy cho công ty hay là làm sao? Nhờ chạy cho công ty. Ừ. Làm tài xế chạy cho công ty là mình chạy ở ngoài Vũng Chạy ở Vũng Tàu đi Long An. Tàu. Ừ, Vũng Tàu đi Long An. Rồi, ok. Bây giờ, ủa trước giờ là anh đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ chưa. Chưa từng lập gia đình luôn, là mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Có lẽ có trận bị đợt bị tai nạn rồi thôi tới bây giờ. À, là đợt đó mình bị tai nạn gì? Xe máy. Ừ, ý là mình có bị nặng không á? Không, nói chung là không bị cái gì hết á, nhưng mà một cách nó xa quá. Ừ, là bạn gái ở đâu lần anh? Ở Nghệ An. À, ở Nghệ An. Ý là anh chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi á? Bao lâu rồi mình không quen ai? Từ chắc cũng trên chục năm rồi. Trên chục năm mà. Dạ. Rồi. Giờ bây giờ ví dụ như bây giờ mong muốn tìm bạn gái thì anh muốn bạn gái ở khu vực nào, tuổi tác làm sao? Nói chung ở nơi nào cũng sống được là được rồi. Có Mình những cũng có mạnh ở nơi nào hết á. là mình có thể yêu xa được đúng không? Được, tại ở đâu mình sống được là ở đó là được rồi, chỉ còn tật Rồi bạn bạn xấu. gái tuổi tác bạn gái đồn sao, đã từng lập gia đình được không? Được, nói chung bây giờ cái tuổi mình không còn nhỏ nữa. Ừ, có nghĩa là chấp nhận bạn gái đã từng lập gia đình được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi còn yêu cầu gì về cô gái nữa không anh? Dạ. Còn yêu cầu gì về cô gái nữa không? Không, nói chung là cái quan điểm là sống cái cách sống của họ, đối xử nhân thế của từng người, từng người thôi, chứ còn thì mình cũng đòi hỏi được gì đâu. Ừ. Dạ rồi, ok, tại mình cũng đang đi xe á, cho nên là tụi em cũng tranh thủ phỏng vấn thôi. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại cho mình sau nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Vinh ạ. Dạ. À.
giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ, em tên Nguyễn Duy Huy. Nghề nghiệp là... Rồi mình... Nghề nghiệp là sale tiếp thị ạ. Mình là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 93, 1993. Ừ, quê em ở đâu, công việc đang làm ở đâu em? Dạ, quê em ở Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa. Tại thì đang làm ở Ninh Hòa. Ừ, mà em sale tiếp thị cụ thể là mặt hàng gì á? Dạ, bánh nhãn hàng của Orion. À, rồi nếu mà chương trình ghi hình trong Sài Gòn là em sắp xếp vào được đúng không? Dạ, được rồi. Ừ, rồi em nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi, cũng như là sở thích tài lẻ của mình ha. Dạ, điểm mạnh của em là chịu khó làm việc, biết nghĩ về gia đình. Còn điểm yếu của em là nó hơi mặc cảm với lại những người xung quanh, bởi vì em thiếu cha thiếu mẹ, cha mẹ mất hết, còn một mình. Ừ. Dạ, ủa là ba mẹ em mất là cách đây bao lâu rồi? Dạ ba em thì mất lâu rồi, còn mấy em thì mất cũng hơn một năm á. Ừ. Mà là em có anh chị em gì không? Dạ anh chị em thì có ra thì cũng là anh chị em nhiều, nhưng mà nhận thì là chỉ nhà một mình em, bởi vì mấy em thì có một đời riêng tư từ trước ngày xưa. Ừ. Rồi em có một đời riêng rồi, lúc mà chiến tranh loạn lạc thì hai người gặp nhau, thì có ra một mình em. À, nhưng mà rồi bây giờ là em ở nhà, có nhà không hay sao? Có nhà, nhưng có nhà, có đất, có ruộng, có vườn. Rồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi Huy? Dạ trước rồi em trải qua một mối tình thứ nhất đầu tiên là năm 18 tuổi, là đi qua Sài Gòn, là mối tình đầu đời. Ừ. Mối tình thứ hai là cũng mới đây vừa chia tay 2 tháng. Ừ. Là người bạn là gia đình địa lý không tốt ở các về mặt thì cái mở thân quê á. Ừ. Thì gia đình có công đạo tôn giáo, công giáo. Là em có đạo hay là sao, hay bạn kia có đạo? Ừ. Rồi là bao lâu rồi em không quen ai? Dạ, từ khi mà chia tay bạn đó thì em không có quen ai là trên 2 tháng rồi chị. Ừ. Rồi gì cũng mới chia tay đây ha. Chứ bây giờ em mong muốn là tìm mẫu bạn gái sao? Dạ biết suy nghĩ về gia đình, bởi vì em có một mình nên em coi trọng việc gia đình của em là tất cả. Không cho em hoàn cảnh khó khăn về như thế này, về như thế này như thế kia, về cùng đám cưới trên nhà thờ với em. Rồi, là bạn gái phải cùng đạo đúng không? Dạ đúng rồi, hoặc là bạn ấy không, gia đình bạn ấy không thay đổi, nhưng thì cái hạnh phúc tương lai của bạn ấy có thể hy sinh, bạn ấy có thể cùng em giáo lý, rồi cùng làm năm lễ đám cưới ngay trên nhà thờ. Ừ. Rồi tuổi tác vùng miền sao em? Dạ tuổi tác thì không quan trọng, nhưng mà chương trình ghép đôi thì ở gần nơi em thì ở cái điều công việc của em đi làm thì hàng ngày này em cũng phải đi làm, thì nhân viên theo thị trường thì ngày nào cũng đi, nên phải kiếm nhân số kiếm tiền, nên không có thể nào mà đi xa quá được. Nhiều khi mình muốn thăm hay là mình muốn hẹn hò đi chơi đồ thì cũng điều kiện nó cũng không có tốt. Ừ. Rồi nói chung là gần khu vực ngoài đó ha. Dạ. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi, nếu mà em được chọn vào vòng 2 cũng như có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Rồi chào em. Ở Lâm Đồng thì anh đang làm việc ở tại Sài Gòn. Rồi Hiệp ơi, hỏi em chị chỉ có điện thoại.
Dạ rồi anh ơi, anh nói lại cái tên của anh giùm em nhé. Vũ Vũ Chí Thanh đúng không ạ? Ngô Chí Thanh đúng rồi. Ngô Chí Thanh 1981 à? Đúng rồi, 1981. Lâm Đồng hiện tại đang ở Sài Gòn. Dạ, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Anh làm công việc gì nhỉ? Dạ, anh làm cho bên công ty Minh Nhật Lò Xo á. Công ty gì? Minh Nhật Lò Xo. Công ty đó là sản xuất chuyên về gì anh? Chuyên về lò xo xe máy ấy. Nói chung À, là sao xem nào? các đủ loại các lò xo. Thế vậy thì anh Thanh làm về cái vị trí nào cho công ty? Anh làm thì chỉ bên nói chung là trong đó cái trong mạng đó thì mạng nào anh cũng làm hết. Mình là nhân viên trong công ty đúng không ạ? Dạ đúng rồi, mình là nhân viên ở trong đó. Rồi, anh là con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Sao em? Anh có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? À thì điểm mạnh của anh á là anh biết nấu ăn, nói chung là việc gì anh cũng làm được hết, còn điểm yếu của anh là hơi nhút nhát, nói chuyện hơi nhút nhát tí, Nói chuyện hơi nhanh nhé. chuyện tình duyên của anh thì hồi trước đây anh có một đời vợ mà anh ly dị 10 năm rồi em, giờ đang sống độc thân bây giờ luôn. Ly dị 10 năm. Có con không ạ? À, đứa con anh năm nay 11 tuổi rồi á. Có một đứa hả? Dạ, một đứa. Con trai trai không ạ? Con trai. Hiện đang ở với mẹ nó. Hiện đang ở với mẹ. 11 tuổi. Đúng rồi. Anh chị sống với nhau được bao nhiêu lâu? Và tới giờ chia tay? Nói chung là sống được mấy năm thì chia tay á. Lý do chia tay ạ? À, lý do là anh lấy vợ về mà vợ anh nó ngoại tình này. Rồi. Thế là anh chia tay. Chia tay. Dạ. Rồi thế sau đó là anh ly dị 10 năm rồi thì anh có tìm hiểu một số những mối quan hệ khác không? Không em, anh ở tới giờ anh làm việc không anh cũng có. Rồi. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Con người em thì đơn giản là được rồi Chiều cao ngoại hình, anh nói về ngoại hình trước đi. em thì ngoại hình thì nói anh chung gì đó, ngoại hình là ưa nhìn, là ưa nhìn. Công việc của người đó như thế nào thì phù hợp với mình? Công việc của người phụ nữ thì công nghiệp phụ nữ thì của phụ nữ thì sao cũng được, thì anh không quan trọng ba cái đó. Anh về anh lui người ta, Hả? anh về anh lui người ta, ví dụ cô nào mà cô thất nghiệp anh lui được không? Thì nếu mà cô thất nghiệp thì mình nuôi, còn mà cô công việc của cô thì làm thì mình cố gắng cùng nhau thì mình làm. Vâng, cô. Anh bây giờ đang ở trọ tại Sài Gòn hay sao? Không, anh đang ở nhà nhà mướn, nhà rộng á, nhà mướn cùng với vợ chồng đem gắn ở đó. Ok anh, nếu mà chưa chương trình mà tìm được cái người bạn gái phù hợp với anh thì sẽ liên hệ với anh ha. Rồi rồi. Rồi em cảm ơn anh.